Xin chào quý độc giả đang theo dõi MyDio, kênh tóm tắt sách lan tỏa tri thức. Mình là Thế Vinh đây, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn lắng nghe phiên bản tóm tắt sách ngày hôm nay. Khám phá cùng mình thôi nào! Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài, tác giả Robin Sharma, dịch giả Phạm Anh Tuấn. Đời ngắn đừng ngủ dài là cuốn sách tập hợp 101 bài viết ngắn với các chủ đề khác nhau của Robin Sharma, là chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân. Robin Sharma cho rằng người ta có thể phát huy tối đa năng lực lãnh đạo của mình mà không cần đến chức danh. Các bài học của Robin Sharma có thể được chia thành 4 nhóm lớn: cho bạn lời khuyên để phát triển bản thân, phát huy vai trò lãnh đạo trong công việc để sống tốt hơn và quý trọng gia đình hơn. Về bản thân, bạn là bản thể duy nhất tồn tại giữa hàng tỷ người khác. Không ai có thể thay thế bạn. Vì vậy, hãy là chính mình ngay từ hôm nay. Cuộc đời có những rào cản vô hình ngăn bạn tiến lên phía trước. Nhưng nhớ rằng toàn bộ các rào cản này chỉ là ảo tưởng. Nếu bỏ qua rào cản, bạn sẽ vững vàng tiến lên. Nếu bạn thực hiện bất cứ công việc nào một cách tuyệt vời, luôn luôn tìm kiếm sự vượt trội, luôn ở vị trí xuất sắc, bạn không thể vuột mất chiến thắng cuối cùng. Dù đôi khi bạn thất bại, nhưng hãy cứ kiên nhẫn và tin tưởng, vì mọi lựa chọn của bạn đều có giá trị riêng, mọi bước đi đều quan trọng. Cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, không phải theo cách của ta, nên hãy cứ làm hết sức mình và chờ đợi kết quả. Không ít lần bạn làm sai và canh cánh trong lòng về sai lầm đó. Tuy nhiên, gây lỗi lầm là điều bình thường bởi chúng ta đều là con người. Lỗi lầm cho ta cơ hội học hỏi, lớn lên. Mỗi ngày cuộc đời gửi đến bạn cơ hội học hỏi, phát triển. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, tốt đẹp và khó khăn, đều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay. Vậy nên, điều chúng ta gọi là thất bại thực chất lại là những bài học trưởng thành. Người nhiều kinh nghiệm nhất sẽ là người chiến thắng. Hiếm có ai thành công lại chưa từng nếm mùi thất bại. Công ty hay cá nhân nào đạt tới đỉnh cao thành công cũng đều là kẻ từng thất bại thường xuyên nhất. Bạn cần thất bại để chiến thắng. Thất bại càng nhanh, bạn càng học hỏi chính xác những gì cần thực hiện để chiến thắng. Đau khổ cũng tương tự như vậy. Điều gì bắt trái tim ta tan nát chính là điều giúp trái tim rộng mở. Đau khổ giúp ta rất nhiều nếu ta chấp nhận bài học mà đau khổ mang đến. Thử thách lớn nhất trong đời sẽ mang đến cơ hội lớn nhất. Khi gặp bất hạnh, hãy chấp nhận và tìm kiếm phúc lành đang giấu mình giữa những nghịch cảnh. Hãy rèn luyện để bạn thấy thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào mình đang lâm vào. Hãy thực hiện những gì bạn sợ. Bạn sẽ tỏa sáng, vì cuộc sống mở ra hay khép lại trước mặt bạn tùy thuộc vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của bạn. Khi đối mặt với nỗi sợ, bạn sẽ thấy nó chỉ là ảo giác, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho lòng can đảm của mình. Hãy can đảm để khác biệt. Hãy dũng cảm trong ngành nghề của mình để sáng tạo những giá trị mà chưa ai tạo ra trước đây. Hãy sáng tạo đầy ấn tượng, luôn cố gắng giỏi hơn và ước mơ to lớn hơn. Nhưng trước hết, bạn cần biết rõ điều gì khiến bạn khác biệt với mọi người. Cách bạn thực hiện những việc nhỏ bé sẽ tiết lộ rất nhiều về cách bạn thực hiện những việc lớn lao. Nếu tầm thường trong các chuyện vụn vặt, bạn cũng sẽ tầm thường trong những chuyện lớn. Vì thế, hãy chú ý đến những tiểu tiết và tập trung làm tốt từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tư tưởng của bạn sẽ tạo nên thế giới cho riêng bạn, cho nên điều bạn tập trung phát triển, điều bạn thật sự chú tâm chắc chắn sẽ quyết định số mệnh của bạn. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, nên bạn đừng trì hoãn. Đương nhiên, bạn vẫn cần nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch và tích lũy cho tương lai. Nhưng đồng thời cũng nên biết sống thật đầy đủ cho giây phút này. Hãy chấp nhận rủi ro, và khi cơ hội đến, đừng để nó vụt mất. Vậy hãy nhìn thật sâu vào tận tâm can của mình và nghiêm túc thực hiện bất cứ hành động nào để biến ý tưởng thành hiện thực. Bởi vì nếu bạn không thực hiện, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Cuộc đời xoay quanh với tốc độ cực nhanh. Nếu không dùng mỗi ngày để thực hiện dù chỉ một điều nào đó để ghi dấu, để đẩy xa tầm nhìn, để tỏa sáng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội. Sự khác biệt giữa người tài giỏi và những người khác nằm ở thói quen. Một vài thói quen tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc đời cũng như sự nghiệp của bạn. Chúng tạo khác biệt giữa sự tầm thường và phi thường. Những điều tốt đẹp nhất trong đời không phải đến do tình cờ, mà cần sự kiên nhẫn, tập trung, thậm chí là hy sinh. Để vượt trội, bạn phải nỗ lực từng ngày và liên tục. Chẳng có gì miễn phí, cũng chẳng có buổi tiệc nào thực sự là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi hy sinh và tận hiến. Mỗi chúng ta đều phải trả giá để đạt tới sự vượt trội trong nghề nghiệp. Càng trả giá nhiều, càng nhận nhiều. Vì vậy, hãy làm hết sức,
rồi để cuộc đời làm phần còn lại. Mỗi ngày, bạn gặp gỡ rất nhiều người, và mỗi người bạn gặp sẽ biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà bản thân chưa học được điều gì. Hãy biết lắng nghe, vì lắng nghe biểu lộ sự tôn trọng, giúp bạn thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện. Một người vượt trội hơn người khác là người biết lắng nghe một cách xuất sắc. Cũng hãy khiêm nhường, vì nó là một yếu tố cần thiết để tạo nên một di sản đẹp rạng ngời. Trong cuộc sống, bạn nên sống có kỷ luật và nề nếp, nhưng cũng đừng siết cuộc đời quá chặt mà phải biết thư giãn và đùa vui. Cứ phấn đấu để trở nên xuất sắc, nhưng hãy pha thêm vào đó trò tiêu khiển và niềm hân hoan. Tinh thần lạc quan cần thấm sâu vào con người bạn, thay vì chỉ hời hợt bên ngoài. Lạc quan là một công cụ rất cần thiết cho bất cứ ai tận hiến để trở nên thật sự xuất sắc và sống một cuộc đời đủ đầy. Hãy xem cuộc đời như một chuyến phiêu lưu và mỗi ngày là một sân ga, một điểm dừng, nơi bạn làm phong phú cuộc sống bằng đam mê, bằng năng lượng mới và những điều mới mẻ. Hãy thử nghe một bài nhạc rock nếu bạn chỉ thích nghe dòng nhạc cổ điển. Hãy ăn một món chay nếu bạn thường ăn món mặn. Hãy đọc báo giải trí nếu bạn thường đọc báo doanh nhân. Đôi khi chỉ cần bạn ra khỏi nơi thân quen, tiến về phương trời xa lạ để thử một cách thức mới và nghĩ một ý tưởng mới. Cả một thế giới to lớn và thú vị ngoài kia. Thế giới đó chờ bạn đón nhận. Một trong những nét tiêu biểu của loài người là quyền được chọn lựa. Chúng ta có quyền chọn cách sống, cách tiến hành các sự việc, cách nhìn nhận hoàn cảnh. Cách lựa chọn sẽ hình thành số mệnh của bạn. Người ta có thể lấy đi tất cả trừ một thứ, một quyền tự do cuối cùng của con người. Lựa chọn thái độ trước những hoàn cảnh ập đến. Lựa chọn một lối đi. Mọi người đều có quyền lựa chọn. Khi dám liều lĩnh, những cánh cửa sẽ bắt đầu rộng mở. Do vậy, hãy làm chủ bản thân và đừng đánh mất hạnh phúc vì sống cuộc đời của người khác, mà hãy trở nên hoàn thiện bằng cách sống với con người thật của mình, thực thi giá trị của mình, theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Để sống khỏe mạnh mỗi ngày và theo đuổi ước mơ, bạn cần sức khỏe, cần ngủ nghỉ đầy đủ. Tuy nhiên, đừng ngủ quá nhiều. Những giấc ngủ dài sẽ giới hạn tiềm năng cuộc sống của bạn. Có rất nhiều việc quan trọng phải làm, rất nhiều vùng đất vĩ đại cần khám phá, rất nhiều mục tiêu huy hoàng cần đạt tới cho mọi người đến nỗi không thể ngủ nhiều được. Cuộc đời là để sống, vì vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Sự vĩ đại có trong mỗi người chúng ta. Dù bạn là doanh nhân ở Nga, là thầy giáo ở Thái Lan, là học sinh ở Việt Nam, là nhà quản lý ở Pháp thì điều đó vẫn là sự thật. Đừng che giấu sự tỏa sáng và đừng chôn vùi nó quá sâu khiến ta quên mất mình là ai. Sự vĩ đại nghĩa là khi bạn tạo nên một điều gì đó không những lớn lao hơn bạn, mà còn tồn tại lâu hơn bạn. Sự công nhận, uy tín, vật chất là những mục tiêu rất con người và rất tốt, nhưng còn một thứ quan trọng hơn nhiều, đó là di sản. Vào cuối đời, điều trường tồn chính là bạn đã là ai, tạo được sự khác biệt gì và cho đi tình yêu thương nào. Tất cả chúng ta đều có tài năng, nguồn lực để làm những điều lớn lao trong đời mình và trở nên đặc biệt. Về công việc, mọi người đều là lãnh đạo dù họ làm gì hoặc ở chức vụ nào, nghĩa là bạn cần nhận biết vai trò của mình, lãnh trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất dù bạn làm ở vị trí nào đi chăng nữa. Đây là triết lý nhà lãnh đạo không chức danh mà Robin Sharma luôn theo đuổi. Sự lãnh đạo chính là tin nơi người khác và tin vào bản thân khi không còn ai tin tưởng bạn. Vai trò lãnh đạo nghĩa là thực hiện công việc theo cách tốt nhất, là khiến cho người khác tốt đẹp hơn so với trước khi họ gặp bạn, là không cần quan tâm có ai ngợi khen công việc hoàn hảo của mình hay không. Trong công việc, sự đơn giản có sức mạnh rất lớn. Người tài năng thường khiến mọi chuyện trông rất đơn giản. Họ giải quyết công việc một cách dễ dàng và thanh thoát, chứ không rườm rà phức tạp. Một trong những cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp cho một vấn đề hay một thách thức đang đối mặt là hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng chắc chắn sẽ hướng đến câu trả lời chính xác. Trong công việc, những người nổi bật thường rất giỏi đưa ra các câu hỏi đúng. Chúng giúp họ tăng tốc đến nơi cần đến, cho họ thông tin họ cần tìm. Để vượt trội, bạn nhất thiết phải trở thành người đổi mới xuất sắc, không ngừng khiến cho sự việc ngày càng tốt hơn và khám phá nhiều cách thức mới để tăng thêm giá trị. Nếu thất bại thực sự xảy ra, thì nó là kết quả của một loạt các hành động sao lãng nhỏ bé hàng ngày, tích lũy theo năm tháng. Tử tế là điều cốt lõi mà giới kinh doanh cần theo đuổi. Tử tế với đồng nghiệp giúp bạn thu hút và giữ lại nhiều tài năng cho công ty. Tử tế với nhà cung cấp là điều sẽ giúp công việc trôi chảy. Tử tế với khách hàng là cách hay nhất để phát triển cộng đồng những ai trung thành và mong muốn đi theo bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo và đang dẫn dắt người khác, hãy nhớ rằng vai trò lãnh đạo chỉ bộc lộ trong những giây phút thử thách, chứ không phải trong những giây phút dễ dàng.
Vào những lúc mọi người chờ đợi ai đó dẫn bước đầu tiên, bạn phải là người dẫn dắt sự thay đổi. Đó chính là sự can đảm, là cách sống có ý nghĩa, là đại diện của sự xuất chúng. Cách duy nhất để gia tăng quyền lực là cho đi quyền lực. Bạn càng giao phó, càng tin tưởng nhóm làm việc và càng đầu tư nhiều để họ vượt trội, thì họ càng tận tâm, tham gia và tận hiến cho bạn. Người lãnh đạo sẽ không bó chặt nhân viên của mình. Họ truyền đạt viễn cảnh, hướng dẫn và phát triển nhân viên. Rồi một khi truyền đạt xong, họ để nhân viên tự do. Các nhân viên có thể tự do vận dụng sự sáng tạo và khéo léo để đạt tới kết quả cần thiết. Tự do thể hiện xuất sắc công việc, đồng thời tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất. Họ cũng được tự do cảm thấy thành công và tự do thất bại, bởi vì sai lầm chính là một phần của thành công. Cho đi để nhận lấy. Hãy lãnh đạo như một người đầy tớ, giúp người khác đạt tới sự vượt trội, và rồi người ta sẽ sẵn lòng giúp bạn đạt tới lý tưởng của mình. Khi nhân viên cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ gắn bó trung thành với công ty. Trong một thế giới mà việc thu hút và giữ chân người tài là một trong những yếu tố then chốt để thành công, bất cứ điều gì giúp nảy sinh lòng trung thành đều nên được thực hiện. Vậy hãy thực hiện nguyên tắc tôn trọng, đối xử tốt với mọi người, giúp nhân viên cảm thấy họ thật đặc biệt. Một trong những yếu tố tách biệt người lãnh đạo với kẻ khác, đó là người lãnh đạo nói năng chân thật, cởi mở, chân thành và động viên. Lãnh đạo còn phải làm gương. Khi bạn thực hiện chân lý của mình, theo đuổi giá trị và hành xử theo triết lý của mình, bạn sẽ gây ảnh hưởng để người chung quanh thể hiện những điều tốt đẹp như bạn. Các mối quan hệ có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo. Ngoài việc xây dựng mạng lưới quan hệ tốt đẹp với nhân viên, đồng nghiệp, nhà lãnh đạo còn cần kết nối với các nhà cung cấp và khách hàng. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, các công ty khôn ngoan cần hiểu cảm xúc của các khách hàng mà họ phục vụ. Nhắm đến lý trí của khách hàng, thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng. Họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời với giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, họ sẽ gắn bó với bạn lâu dài. Về cuộc sống, bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống, điều đó sẽ phát triển. Bạn suy tư và tập trung vào điều gì, nó sẽ lớn mạnh. Vì vậy hãy trân trọng gia đình, cuộc sống, bạn bè, công việc. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình được chúc phúc. Chúng ta thật dễ bị cuốn vào sự tất bật của công việc hàng ngày mà quên mất rằng mình cần ý thức về những gì đang làm. Cuộc sống nói chung là sự quân bình. Và một trong những sự quân bình mang tính sống còn chính là giữa tự do và trách nhiệm. Trong cuộc sống, đừng để ý đến những lời chỉ trích. Những tiến bộ vượt bậc mà con người đạt tới đều nhờ nỗ lực can trường của một người nào đó từng bị chỉ trích rằng ý tưởng của họ là viển vông, phi thực tế. Thế giới cần nhiều người biết ước mơ, cần người vô lý biết đấu tranh chống lại những gì thông thường. Nếu lỡ xảy ra xung đột với người khác, bạn đừng cảm thấy quá nghiêm trọng, bởi vì xung đột là cơ hội để kết nối sâu xa với người khác. Mọi điều xung đột đều chứa nhiều thứ để học hỏi và phát triển bản thân. Nó sẽ giúp bạn trưởng thành. Những gì người ta nghĩ về bạn chẳng đáng kể. Điều quan trọng chính là bạn nghĩ gì về bản thân. Hãy trao tặng lời khen cho mọi người xung quanh khi họ đáng được hưởng nhất. Bạn sẽ vĩ đại hơn. Điều tốt đẹp xảy đến với những ai thực hiện điều tốt đẹp. Hãy làm điều đúng đắn và bạn sẽ chứng kiến kết quả đúng đắn. Dù cuộc đời gửi đến điều gì đi nữa, chính chúng ta chịu trách nhiệm về cách đáp lại. Bạn làm chủ phản ứng của mình, tự chọn con đường cho hoàn cảnh ấy. Những trải nghiệm đau đớn nhất trong đời lại chính là những lúc cho ta thấy điều tốt đẹp nhất của bản thân. Những khi dễ dàng, ta thường bị giam hãm trong những niềm vui và mối bận tâm nông cạn. Thời khắc khó khăn mới khiến ta đến những nơi thâm sâu. Mỗi khi bạn cảm thấy nôn nóng, tuyệt vọng hay chán nản trên đường tiến tới một cuộc đời mình mong muốn, hãy nhớ rằng chính nơi bạn dừng chân cũng có thể là nơi tốt nhất dành cho bạn. Và có lẽ hành trình còn tốt hơn cả đích đến. Chất lượng cuộc sống rút gọn lại chính là chất lượng các mối quan hệ. Với khách hàng, với nhà cung cấp, với người thân yêu, với bản thân. Nếu tận tâm tìm cách khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bạn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Bạn có khuynh hướng giống 5 người mà bạn dành nhiều thời gian giao tiếp nhất. Thế nên hãy gắn bó với những ai khơi nguồn cảm hứng cho mình trong cả công việc và cuộc sống. Để sống và làm việc hiệu quả nhất, bản thân ta phải tràn ngập niềm đam mê, hạnh phúc và ước ao không ngừng đến chiến thắng. Cũng đừng quên đề ra các mục tiêu, bởi chúng là tâm điểm của một cuộc sống với nhiều trải nghiệm vượt trội. Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu cộng đồng, tức là ai cũng khao khát thuộc về một nơi nào đó. Biết rằng mình là thành phần của một thứ rộng lớn hơn cho ta cảm giác an toàn, hạnh phúc. Về gia đình, có bao giờ bạn nhận ra rằng người mình yêu thương nhất lại là người mình thường lơ là nhiều nhất? Bạn dễ dàng dành nhiều thời gian cho công việc,
nhưng rất ít thời gian cho gia đình, vì nghĩ rằng họ luôn ở ngay bên bạn và chuyện này có thể từ từ mà làm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không gì quan trọng hơn gia đình. Nếu thành công vượt trội nhưng cô đơn thì có ý nghĩa gì? Đôi khi cuốn album ảnh gia đình lại có ý nghĩa nhiều hơn so với số dư tài khoản ngân hàng. Vì vậy, hãy thường xuyên gọi điện thoại và nói với cha mẹ rằng bạn rất yêu họ. Trước khi đi làm, hãy bày tỏ cử chỉ yêu thương với bạn đời. Hãy thường xuyên ôm các con và nói rằng bạn yêu thương chúng. Cũng hãy dành nhiều thời gian chơi đùa với chúng, vì quãng đời thơ ấu của con bạn rất ngắn. Khi chúng lớn lên, những cơ hội đó sẽ vĩnh viễn không còn. Vai trò lãnh đạo bắt đầu từ trong nhà. Gia đình là một tổ chức cần được chăm sóc, yêu thương và nâng đỡ nếu bạn muốn nhắm đến một cuộc sống hạnh phúc. Con trẻ sẽ giống bạn nhiều hơn là bạn tưởng. Bạn có thể giúp con đạt tới sự xuất sắc, bắt đầu bằng tấm gương của chính bạn. Vậy hôm nay hãy yêu mến những người thân yêu. Hãy làm việc hết sức, hãy đi thêm những dặm đường mới. Hãy nói lên sự thật, hãy sống trong danh dự, hãy vui lên. Bởi vì một ngày kia, thời gian của bạn sẽ không còn. Cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài chứa đựng nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều truyền cảm hứng và động lực cho bạn, để bạn luôn nhớ rằng bạn được tạo nên để trở thành một nhà lãnh đạo không cần danh phận, một con người duy nhất, một con người khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hy vọng mang đến cho bạn những điều hữu ích. Hãy nhấn like, subscribe để chúng mình có động lực làm những video khác hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.